Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị, khối không khí lạnh đã suy yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên các tỉnh Bắc Bộ tiết trời tạnh ráo. Một ngày mới thường bắt đầu với một chút se lạnh, có thể kèm theo sương mù, nhất là ở các tỉnh vùng núi hay những nơi gần sông và biển. Sương mù bức xạ này sẽ tan đi nhanh chóng khi có ánh nắng mặt trời. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết khá thuận lợi, các khu vực ít mưa, nắng có xu hướng xuất hiện nhiều trở lại, nên nhiệt độ buổi trưa tăng từ 1 đến 2 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, mưa xuất hiện nhiều hơn về diện, cục bộ có mưa to, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Ngay có lúc trời nắng, nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Mưa rông diễn ra vào chiều tối và đêm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng. Lưu ý vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch với đỉnh triều ở mức cao. Do vậy, bà con ở các vùng trũng cần đề phòng hiện tượng ngập úng có thể xảy ra. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Vùng núi cao như Pha Đin, Điện Biên, Sìn Hồ, Lai Châu và Sapa, Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 17 độ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều ít mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Vùng núi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ, đêm và sáng trời lạnh, phía Nam có mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, phía Bắc đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có nắng gián đoạn, phía Nam đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng, riêng phía Nam Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ, riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh. Khu vực Đồng Bằng có mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây có nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực miền núi phía Tây, nhiều mây phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực thành phố Hà Tĩnh có mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực thị xã Kỳ Anh nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ dao động từ 22 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 88%. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Vùng biển Hà Tĩnh không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 mét. Thưa quý vị, thời tiết thu đông thường hanh khô, phát sinh nhiều căn bệnh về đường hô hấp. Những người bị viêm phổi thường có các triệu chứng như nghẹt mũi, đau tức ngực và ho. Nếu chủ quan để tình trạng bệnh kéo dài không điều trị sớm và đúng cách, tình trạng nhiễm trùng lan rộng và tấn công sâu hơn vào các phế nang, phế quản phổi và nhu mô phổi rất nguy hiểm. Trong những ngày thời tiết trở lạnh, bạn nhớ đeo khẩu trang khi ra đường để chắn bụi và ngăn gió lạnh lùa vào khoang mũi và cổ họng. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.